Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Đi Dở của em ạ. Đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Wildtrak ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Wildtrak này đang có những gì, thì em phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe 2 tiếng giờ có sự chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá biết của chiếc xe này đang là 937 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho anh nhá. Với giá đang là 937 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Wildtrak này, làm máy nội đang là 975 triệu, trả góp thì đang là 239 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 969 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Wildtrak ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 5m362 ạ, rộng là 1m860 ạ, còn cao là 1m830 anh em nhá. Còn chiều dài cơ sở nó đang rất là dài, dài đang là 3m220 đấy ạ. Còn khoảng sáng cầm xe nó đang là 20cm anh em nhá, rất là cao anh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Ford Ranger bản Wildtrak này thì mặt lưới ca lăng của nó thiết kế nhìn trông rất là thể thao, mạnh mẽ và nhìn rất là hiện đại anh em ạ. Phần cản trước của chiếc xe Ford Ranger này cũng thiết kế nhìn trông nó rất là chắc chắn, thể thao và mạnh mẽ anh em nhá. Đây, Ford Ranger thì cái chữ Ranger để đặt dập lỗi, nhìn chiếc xe nhìn rất là thể thao và mạnh mẽ anh em ạ. Các tính năng an toàn của phần đầu xe gồm có cảm biến góc trước nha. Cảm biến góc trước nó sẽ có 4 cảm biến góc trước anh em ạ. Và có thêm được đó chính là cái cảnh báo va chạm phía trước em nhá. Anh em nhìn cái hộp vuông vuông ở phía dưới đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn của nó là đèn LED projector. Nó sẽ có chế độ là tự động bật tắt cảm biến ánh sáng anh em nhá. Đó. Còn các phiên bản còn lại là sẽ là đèn halogen thôi. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sẽ là sử dụng đèn halogen. Về phần cản sau, về chỗ đèn gầm này em đánh giá nhìn trông nó rất là thể thao và mạnh mẽ đấy ạ. Còn đây cảm biến 4 cảm biến góc trước em nhá. Đó, 1, 2, 3 và 4 đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần sườn xe. Phần sườn xe của chiếc xe bán tải Ford Ranger này cũng được dập lỗi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và nhìn rất là mạnh mẽ và sang trọng anh em nhá. Tích hợp trên phần sườn xe đó là có thêm một bệ bước chân anh em nhá, tích hợp trên sẵn luôn rồi đấy ạ. Đó. Tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe có sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, màu của nó sẽ là màu đen anh em nhá. Và vành nó vành 18 inch em ạ. Vành 18 inch ạ. Tính năng an toàn đi theo gồm có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp GBA này, hỗ trợ lên dốc, xuống dốc và rất nhiều tính năng an toàn, thì em xin phép sẽ được cuối video giới thiệu cho anh em ạ. Còn phần sườn xe nó ký hiệu chữ Biturbo này, đó chính là phần động cơ. Động cơ nó động cơ Biturbo diesel 2.0 4 hình chữ Y, 4 thẳng hàng nhá. Còn đây là gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp rồi đã xi nhan trên gương. Nó là đèn halogen anh em ạ. Rất là tiếc đèn halogen ạ. Đó, nó sẽ có chỉnh điện và gập điện anh em nhá. Mà chỉnh điện gập điện là chỉ tích hợp trên bản Wildtrak mới có thôi, còn các bản còn lại thì nó chỉ là chỉnh điện thôi, nó sẽ không gập điện, gập cơ anh em ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này, về tay nắm cửa thì tay nắm cửa là cùng màu thân xe anh em nhá. Nó không phải tay nắm cửa mạ chrome. Theo em thì tay nắm cửa mạ chrome thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Đó, tay nắm cửa cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, nó chính là chìa khóa thông minh. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bên dưới này, đó chính là có bậc bước chân, bậc bệ bước chân nó đã có tích hợp sẵn ở trên chiếc xe bản Wildtrak rồi anh em nhá. Phần phanh trước thì sẽ là phanh trước của nó sẽ là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tang trống anh em nhá. Bản Wildtrak này phanh tang trống rất là tiếc. Và treo trước thì sẽ là treo bằng thanh xoắn, xe sau xe treo bằng lá nhíp đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Ford Ranger này thì nhìn rất là thể thao, chắc chắn. Phần đuôi xe thì tích hợp thêm được đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này và camera lùi em nhá. Đây camera lùi thì để ở phía dưới phần logo
nhìn trông rất là gọn gẽ và nhìn trông rất là sang trọng nha em ạ. Đó, còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn phía sau này. Cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn halogen thôi em nhá. Nó không phải là đèn đèn LED. Đây là một điểm trừ khá là lớn. Thôi em, chiếc xe trị giá hơn 900 triệu đồng như này thì nó lên sử dụng đèn LED. Về kích thước thùng hàng thì chiếc xe này dài đang là 1m50, rộng là 1m150, còn cao là 51cm anh em nhá. Về động cơ thì chiếc xe này động cơ là động cơ biturbo diesel 2.0 với dung tích xi lanh thì đang là 1996 ạ. Với công suất cực đại nó đang là 213 mã lực trên cho 3750 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 500 Nm trên cho 2000 vòng trên phút nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em lại về phần tổng quan về phần đuôi xe này. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần nội thất nhá. Nội thất của chiếc xe Forerunner bản Wildtrak này thì đây, em sẽ quay cho em về nội thất này. Nội thất của nó sẽ là toàn bộ là màu đen hết em nhá. Màu đen hết đấy ạ. Không gian màu đen giúp cho chiếc xe nhìn cảm rất là sang trọng này, chắc chắn về thể thao ạ. Phần ghế của nó sẽ là được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Và ngồi rất là ôm ghế anh em nhá. Các đường chỉ gân thì giúp cho bên trong này thì cảm giác rất là thể thao mạnh mẽ đấy ạ. Đó. À, ghế thì sẽ được chỉnh điện anh em nhá. Chỉnh điện đấy ạ. Không phải là chỉnh cơ. Bản Wildtrak này sẽ được chỉnh điện đấy ạ. Giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Forerunner bản Wildtrak này thì có khác gì với cả bản ghế đầu tiên không? Hàng ghế thứ hai thì cũng được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Hàng ghế thứ hai thì có nó được cũng là màu đen đấy anh em nhá. Đó, hàng ghế thứ hai của nó nhìn rất là thể thao chắc chắn đấy ạ. Bây giờ sẽ quay cho em về tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên này. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe này thì được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá. Đấy, về phần túi khí thì bản này sẽ có 6 túi khí anh em ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ gồm có đảm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, cruise control này. Đó chính là ga tự động anh em nhá. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Đây, rất nhiều nó gọi điều khiển bằng giọng nói anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần màn hình của nó, màn hình 8 inch nhá. Còn đây gương chiếu hậu bên trong xe thì nó cũng cơ bản thôi. Nó không có gì nó quá nổi bật cả. Về phần màn hình thì chiếc xe này sẽ sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch này, có đầu đĩa CD này, có MP3 là kết nối USB Bluetooth 6 loa anh em nhá. Đó. Hệ thống điều hòa của nó sẽ hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau đấy ạ. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số của chiếc xe Forerunner bản Wildtrak này nó sử dụng hộp số tự động 10 cấp dành riêng cho bản Wildtrak, còn các bản còn lại nó là sử dụng hộp số tự động 6 cấp anh em nhá. Đấy, nó cả có cả gai cầu. Đấy, nó có gai cầu này. Đó, cần số nó sử dụng là cần số thẳng anh em nhá, không phải cần số zig zag đâu ạ. Hộp số tự động 10 cấp thì giúp cho chiếc xe nó di chuyển rất là êm ái và không kém sự mạnh mẽ anh em nhá. Hộp số tự động 10 cấp đấy nhá. Đây là các cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai thì cửa gió thì trông nó rất là thể thao, mạnh mẽ và nhìn rất là chắc chắn và sang trọng anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn ạ. Các tính năng an toàn của chiếc xe bán tải Forerunner này thì có rất nhiều tính năng an toàn thì em sẽ phép giới thiệu cho anh em này. Về phần túi khí thì nó sẽ có 6 túi khí này, hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hệ thống cân bằng thử xe ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống cảnh báo lật lệch làn đường, rất là tiện lợi cho em ạ. Hệ thống kiểm soát chống lật xe này, duy trì làn đường này, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước anh em nhá. Lúc đầu video nó giới thiệu cho em rồi đấy ạ. Hỗ trợ chủ động song song này, hỗ trợ đỗ xe chủ động song song đấy ạ. Cruise control, ga tự động này, hệ thống kiểm soát lực kéo theo tải trọng này, hệ thống chống trộm này, camera lùi này, cảm biến đỗ xe này và rất nhiều tính năng an toàn nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các tính năng option của chiếc xe bán tải Forerunner bản Wildtrak rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Ford cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.